thời tiết cực đoan như khô hạn, xâm nhập mặn là thiệt hại kép làm cây trồng chết khác, chết vì ngộ độc natri và chết đói. Giá nông sản thấp và bấp bênh, giá cả nguyên liệu phân bón tăng cao, làm mất thu nhập của nhà nông. Giải pháp nào tốt nhất cho tình hình hiện nay? Xito Nitro N21, sản phẩm ứng dụng công nghệ Xito ANL của tập đoàn Xito Thái Lan, làm tăng hấp thu đạm, giảm thất thoát đạm, giúp tiết kiệm đến 30% lượng phân bón. Xito Nitro N21 rất thích hợp với khó khăn như hiện nay, đảm bảo cung cấp đủ thức ăn cho cây trồng trong điều kiện thiếu nước tưới, xâm nhập mặn. Giá thành sản phẩm phù hợp trong thời điểm phân bón tăng cao, giúp ổn định nguồn thu nhập cho bà con nông dân. Xito Nitro N21, sự lựa chọn tối ưu nhất.